Phụ nữ đánh giá sức hấp dẫn của đàn ông như thế nào? Biểu đồ scan não khi cho phụ nữ nhìn hình ảnh những người đàn ông hấp dẫn cho thấy sự khác nhau giữa cách đàn ông và phụ nữ đánh giá sức hấp dẫn. Ở phụ nữ, vùng não được kích hoạt lúc này lại là bộ phận chịu trách nhiệm về trí nhớ. Suốt hàng trăm nghìn năm qua, thiên chức của phụ nữ vẫn luôn là nuôi dưỡng con cái, và việc nuôi dạy này ở loài người vất vả và khó khăn hơn rất nhiều các loài khác. Nếu đối tượng giao phối của phụ nữ chết đi, cô ấy sẽ phải mất rất nhiều năng lượng để tìm người thay thế, bởi cô không thể chỉ bằng việc nhìn một người đàn ông mà có thể ngay lập tức biết được anh ta có trung thực và đáng tin cậy hay không. Liệu anh ta có thể ném một cục đá trúng vào một con ngựa đang chạy ở khoảng cách 50m hay không? Và liệu anh ta có chia chỉ lưỡi phẩm cho cô hay không? Đây là vấn đề về bản năng của con người. Ở thời hiện đại, một cô gái cũng cần năng lượng và thời gian tương ứng để có thể đánh giá người đàn ông. Vì vậy, phụ nữ thường mất nhiều thời gian hơn để yêu. Việc ghi nhớ những gì người đàn ông nói hôm qua, 3 tuần trước, 3 tháng trước, cách anh ta đối xử với trẻ con hay mẹ anh ta, công việc hay tài sản của anh ta sẽ giúp phụ nữ tạo nên thước đo đối tượng, từ đó quyết định xem liệu anh ta có phù hợp hay không. Khi phụ nữ nhìn một người đàn ông, cô ấy sẽ nhớ lại về những người đàn ông khác cô đã gặp trong đời, có những nét về ngoại hình tương đồng, nhớ cả về những nét tính cách của người đàn ông đó để tự đánh giá về phẩm chất của người đàn ông cô đang ngồi đối diện. Điều này không có nghĩa rằng cách họ đánh giá là đúng, mặc dù họ luôn tự tin nói rằng nó chính xác, nhưng nó giải thích tại sao những người phụ nữ có những trải nghiệm không tốt với đàn ông trong quá khứ, hay thậm chí những người thường xuyên nghe những mẩu chuyện như vậy có xu hướng nói rằng đàn ông ai cũng tệ như nhau. Phim ảnh đã gây sức ép lên đàn ông như thế nào? Phim ảnh là nghệ thuật mà Nam Cao đã nói rồi đấy. Nghệ thuật thì là ánh trăng lừa dối. Mọi nhân vật trên phim ảnh đều được hoàn hảo hóa tới mức không có thực, nhưng lại được thần tượng hóa tới nỗi. Kể từ sự ra đời của ngành điện ảnh, phụ nữ đã dùng mọi cách để bắt chước thần tượng nữ của mình, và đàn ông cũng vô tình chung bị mong đợi là phải thú vị hơn, lãng mạn hơn trước. Bạn có bao giờ nghĩ rằng trên đời có tồn tại một người hoàn hảo tới mức đi ăn tối ở một nhà hàng đắt tiền bằng một chiếc xe limousine với nước hoa Chanel, quần áo Versace, đồng hồ Rolex với mái tóc chuẩn không cần chỉnh trên một cơ thể của một vị nam thần, đằng sau thì có nguyên một dàn nhạc giao hưởng chơi theo yêu cầu không? Đó là thứ mà phụ nữ muốn đàn ông ngày nay phải được, hoặc chí ít phải cố gắng phấn đấu để được gần như vậy. Sự mong đợi không tưởng này từ phụ nữ chính là từ nguyên nhân xúc tác khiến việc tán tỉnh ở thời hiện đại càng trở nên gần giống với sự lừa đảo. Đàn ông sẽ phải gồng lên, giở những chiêu trò, thậm chí là thuê đồ sang trọng, bởi họ biết đó là những gì phụ nữ mong muốn ở họ, những hình tượng phim ảnh hoàn hảo. Để rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, phụ nữ mới nhận ra người đàn ông của họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Những kỳ vọng không tưởng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới những cuộc chia tay. Ngày nay, phụ nữ kỳ vọng ở đàn ông còn nhiều hơn chính mẹ của những người đàn ông đó. Một trong những kỳ vọng đó là phải nghĩ giống như một người phụ nữ. Có thể nói chuyện không ngừng về cảm xúc, có thể nhận ra ai đó đang buồn, có thể nói cả giờ đồng hồ mà không có mục đích hay đem lại kết quả gì. Khi cố gắng đáp ứng theo kỳ vọng đó, đàn ông dễ cảm thấy stress và bối rối vì nó đi ngược lại với bản tính của họ. Chính xác thì phụ nữ muốn gì? Nếu có một từ để miêu tả những gì phụ nữ muốn, đó sẽ là từ tài nguyên. Quan trọng hơn, họ muốn một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ những tài nguyên đó với họ, để không những họ mà cả những đứa con của họ có thể tồn tại được. Nhu cầu này đã tồn tại suốt từ mấy trăm ngàn năm nay, và nó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại như vậy ở nữ giới. Đó là lý do vì sao ngày nay phụ nữ dễ bị thu hút bởi những người đàn ông có nhiều tiền và địa vị, bởi điều đó có nghĩa những người đàn ông này không những có tài nguyên mà còn biết quản lý tài nguyên tốt. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo những người đàn ông này sẽ chia sẻ tài nguyên đó với họ. Đó là lý do vì sao những người phụ nữ trẻ thiếu kinh nghiệm nhìn người, dễ dàng trao thân cho những tên sở khanh có nhiều tiền, nhưng rồi phải chịu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ở xã hội hiện đại, khi đàn ông chủ yếu chỉ yêu cầu về sức khỏe và sức trẻ ở người phụ nữ thì cần nhiều loại tài nguyên từ đàn ông, bao gồm thứ nhất tình yêu, thứ hai chung thủy, thứ ba tốt bụng, thứ tư sự cam kết lâu dài và thứ năm trình độ văn hóa và trí thông minh. Về tình yêu, phụ nữ luôn muốn hoặc cần được cảm nhận tình yêu từ người đàn ông của mình bằng cả hành động và lời nói. Tuy nhiên, với nhiều người đàn ông, chỉ hành động là đủ, vì bộ não đàn ông đánh giá sự cống hiến bằng những việc anh ta làm được hay đạt được, chứ không phải thông qua những lời nói, nên họ nghĩ phụ nữ cũng giống họ. Đàn ông nên hiểu rằng phụ nữ cần thực sự được nghe những lời nói của sự biết ơn và tình yêu của các anh dành cho họ để thực sự tin tưởng rằng các anh yêu họ và họ muốn được nghe chúng hàng ngày. Về mặt hành động, kích cỡ của hành động không phải là vấn đề, chính việc các anh muốn làm điều gì đó cho họ mới làm họ thấy hạnh phúc. Mua cho cô ấy một chiếc iPhone mới và tặng cô ấy một chiếc thiệp viết tay, thì lượng hormone hạnh phúc là như nhau. Trung thủy. Sự trung thủy cũng giống như lời hứa của người đàn ông rằng sẽ tiếp tục chia sẻ tài nguyên của mình với một người phụ nữ.
Nhưng định nghĩa về sự không chung thủy của phụ nữ và đàn ông thì lại khác nhau. Đàn ông lo sợ vợ của mình sẽ ngủ với người khác, vì điều đó đồng nghĩa với khả năng anh ta sẽ phải dành tài nguyên của mình để nuôi dạy con của một người đàn ông khác. Hơn nữa, bản năng của người đàn ông là chinh phục. Nỗi đau lớn nhất của họ là sự thua cuộc. Trong một cuộc đấu như vậy, việc họ bị phản bội và bị một đối thủ khác cắm sừng không khác gì là một sự sỉ nhục. Mối quan tâm lớn nhất của phụ nữ khi người đàn ông của mình ngoại tình, đó là mối liên kết tình cảm giữa anh ta và cô gái kia. Đó là lý do tại sao câu hỏi đầu tiên của phụ nữ khi phát hiện bị cắm sừng đó là: anh yêu nó hả? Bộ não của đàn ông cho phép họ phân biệt rõ ràng giữa việc yêu và việc làm tình. Yêu thuộc về phần người, còn làm tình thì thuộc về phần con. Bộ não phụ nữ lại không như vậy. Họ luôn đòi hỏi phải có tình yêu trước khi có thể lên giường cùng nhau, bởi việc làm tình đem tới khả năng họ sẽ mang bầu, và tình yêu sẽ là yếu tố giúp đảm bảo người đàn ông sẽ ở bên họ trong quá trình mang nặng đẻ đau, cũng như nuôi nấng đứa trẻ tới khi nó có thể tự lo cho mình. Vì vậy, cho dù người đàn ông có khăng khăng nói rằng anh tới với cô ta chỉ vì thể xác, và thực sự đúng là như vậy, thì phụ nữ cũng không bao giờ chấp nhận nổi lý do đó, bởi đơn giản bản thân họ không làm được điều đó. Tóm lại, phụ nữ đánh đồng tình dục với tình yêu, và sự chung thủy đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không chia sẻ tài nguyên với ai khác. Tốt bụng, bộ não bản năng của phụ nữ nói với họ rằng hãy tìm người đàn ông hào phóng và tốt bụng, bởi anh ta là người sẽ không làm hại bạn, sẽ bảo vệ cho bạn và con bạn, và sẽ sẵn sàng chia sẻ tài nguyên của anh ta cho bạn. Nghiên cứu cho thấy phụ nữ ở mọi nền tôn giáo, quốc gia đều thích những người đàn ông thành công về tài chính, bởi họ có nhiều tài nguyên để chia sẻ hơn. Những người phụ nữ thành công về mặt tài chính sẽ thích những người đàn ông giàu có hơn họ, bởi họ muốn những người đàn ông mạnh hơn họ về mọi mặt. Đó là lý do vì sao ít khi bạn thấy một người phụ nữ thành đạt sẽ cặp với một người đàn ông lười nhác, trẻ trâu và không có tài năng. Những cặp chị em ở giới showbiz xảy ra phần lớn là do gã trai trẻ có những tài nguyên mà hắn muốn, như là tiền, địa vị, mối quan hệ, quyền lực. Còn người chị kia thì lại có quá ít sự lựa chọn. Một người phụ nữ 60 tuổi không có giá trị về mặt duy trì nòi giống, và những người đàn ông cùng tuổi với họ không những ít bởi vì đàn ông có tuổi thọ thấp hơn phụ nữ, mà họ còn chỉ thích những người phụ nữ trẻ tuổi hơn, tức là có giá trị duy trì nòi giống cao hơn. Ngược lại với phụ nữ, đàn ông không chú trọng tới mặt tài chính của phụ nữ, dù anh ta giàu hay nghèo. Một cô gái hấp dẫn sẽ thu hút một anh chàng bảo vệ, cũng như thu hút một ông chủ tịch hội đồng quản trị. Tiếp đó là sự cam kết. Về mặt bản năng thì đàn ông chỉ cần bỏ ra thậm chí vài phút là có thể hoàn thành xong chức vụ gieo giống. Nhưng phụ nữ thì cần ít nhất 9 tháng cho việc mang bầu và ít nhất 5 năm để nuôi dưỡng và dạy bảo một đứa trẻ học cách tự tồn tại ở mức tối thiểu nhất. Vì vậy, bộ não của phụ nữ được lập trình để tìm kiếm những người đàn ông có thể cam kết sẽ ở bên cạnh và chu cấp, bảo vệ cho họ cũng như đứa con trong khoảng thời gian ít nhất là 6 năm. Đây là lý do vì sao với phụ nữ, đi tới hôn nhân là biểu hiện cuối cùng cho sự cam kết của một người đàn ông. Giờ thì bạn đã hiểu tại sao lòng tin vốn đã quan trọng trong mối quan hệ tình cảm nói chung lại càng quan trọng hơn ở phụ nữ rồi chứ. Trình độ văn hóa và trí thông minh. Một người đàn ông có học thức cao và thông minh được nhìn nhận là có nhiều khả năng đạt được nhiều tài nguyên nhất. Điều này không có nghĩa phụ nữ nào cũng muốn phải lấy được 1 triệu phú đô la, nhưng họ tất nhiên không muốn lấy một kẻ nghiện cờ bạc, hay đem tiền vào những cuộc đầu tư rủi ro, hay tiêu tiền một cách phung phí. Nếu như ngày xưa những việc làm như vậy của đàn ông thường được ngó lơ hoặc chịu đựng bởi phụ nữ do họ không có sự lựa chọn nào khác, thì ở thế kỷ này, phụ nữ hiện đại coi những việc làm đó là dấu hiệu của người đàn ông không yêu thương hay tôn trọng họ, cũng như chuyện tương lai của hai người, và họ sẽ sẵn sàng rời bỏ để đi tìm đối tượng khác tốt hơn. Tiếp nữa là nhẫn càng xịn thì càng tốt. Một chiếc nhẫn đính hôn càng to càng đắt tiền thì được người phụ nữ và những người bạn của cô ta hiểu rằng đó tương đương với sự cam kết về tài nguyên của người đàn ông dành cho họ càng lớn. Nếu một người đàn ông còn đang không có nhiều tiền, anh ta nên đi vay và mua một chiếc nhẫn thật xịn, thật đẹp tặng người phụ nữ, thay vì chỉ mua một chiếc nhẫn vừa túi tiền của mình. Đây là điểm mà đàn ông thường không hiểu và cho rằng đó là nhu cầu thực dụng, và họ thì không phải là mỏ vàng. Điều này thật bất ngờ là không liên quan gì tới mặt vật chất, mà là những mối liên hệ cảm xúc của người phụ nữ và những người bạn của cô ấy có mỗi khi nhìn vào chiếc nhẫn. Kích cỡ và độ đắt tiền của chiếc nhẫn của riêng cô, đặc biệt là khi hai người chưa được dư giả, chính là sự tuyên bố với cả thế giới về kích cỡ của tình yêu và độ sâu đậm của lời cam kết mà người đàn ông dành cho cô. Lời khuyên của các chuyên gia về tình yêu là: các chàng trai, các anh có thể sơ sài nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không được sơ sài với những món đồ trang sức mà các anh định tặng cho nửa kia của mình. Dù các anh có thích điều này hay không, nó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống tình yêu của hai người, và những người phụ nữ khác sẽ dùng nó để đánh giá độ cam kết của các anh. Mở ngoặc, những người phụ nữ đang phản đối ý kiến này là những người được người đàn ông của họ tặng những món đồ trang sức rẻ tiền mà không chịu nâng cấp chúng. Đóng ngoặc. 7 điều làm đàn ông hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ. Những điều dưới đây cũng là dấu hiệu một người đàn ông đã, đang hoặc sẽ có nhiều tài nguyên. Thứ nhất, phụ nữ bị cuốn hút bởi người đàn ông làm họ cười.
Khi phụ nữ cười, cơ thể họ sản sinh ra một hormone đặc biệt giúp họ giảm stress và tăng cường hệ miễn dịch. Trong vô thức thì phụ nữ biết rằng một người đàn ông luôn nhìn thấy sự hài hước trong cuộc sống sẽ làm cho họ trở nên khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn. Thứ hai, phụ nữ thích đàn ông biết cách giao tiếp với họ. Đa số đàn ông giao tiếp với phụ nữ theo cách họ vẫn giao tiếp với nhau, giải quyết vấn đề hoặc tạo ra ý tưởng. Trong khi đó thì phụ nữ chỉ cần một người đàn ông sẵn sàng lắng nghe họ, giải bày về những vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống, những cảm xúc họ đang có mà không ngắt lời họ hay đòi giải quyết vấn đề thay cho họ. Nếu bạn là đàn ông khi thấy cô ấy tiết lộ điều gì đó với bản thân, hãy làm tương tự để cô ấy cảm nhận được sự kết nối giữa hai bạn. Không có nghĩa là bạn phải nghĩ như cách mà người phụ nữ nghĩ, chỉ đơn giản là lắng nghe họ mà thôi. Thứ ba là phụ nữ bị hấp dẫn bởi đàn ông biết nấu ăn. Hàng triệu năm nay, chức năng của người đàn ông vẫn luôn là chu cấp thực phẩm. Ngay cả ở thế kỷ 21, việc đưa một người phụ nữ đi ăn tối cũng đã làm cô ấy cảm thấy thích thú, dù có thể cô ấy không đói, bởi điều này thể hiện rằng anh ta sẵn sàng chia sẻ tài nguyên thực phẩm với cô ấy. Và việc được ăn những món ăn do chính tay nửa kia của mình nấu không chỉ làm cô ấy cảm thấy an toàn về khả năng tồn tại mà còn cảm thấy đặc biệt nữa. Thứ tư là phụ nữ bị quyến rũ bởi đàn ông biết nhảy. Bản chất của nhảy là thu hút sự chú ý với mục đích căn bản là giao phối. Ở nam giới, chỉ 1 trong 8 người đàn ông có khả năng bắt nhịp tốt, trong khi đó hầu hết phụ nữ đều có khả năng này. Ở mọi giống loài thì mục đích duy nhất của việc giống cái nhảy là để quyến rũ con đực. Cứ người đàn ông nào có thể tham gia vào vũ điệu ấy sẽ trở nên nổi bật hơn và có được ánh mắt trìu mến của người phụ nữ. Nếu bạn là đàn ông, hãy tham gia vào một khóa học nhảy sau khi đã học xong khóa nấu ăn ở bên trên. Thứ năm, phụ nữ bị thu hút bởi những người đàn ông đem lại cho họ cảm giác an toàn. Phụ nữ thường cảm thấy không an toàn về ba mặt: ngoại hình, tài chính và việc họ có được yêu thương hay không. Một người phụ nữ luôn muốn mình được nửa kia của mình nói rằng mình xinh đẹp. Việc không nhận ra hôm nay cô ấy có kiểu tóc mới hay đang đi một đôi giày mới làm cô ấy nghĩ rằng cô ấy không đáng được chú ý. Nếu bạn là đàn ông, hãy tập cách khen về bề ngoài của cô ấy, cũng như gu thẩm mỹ của cô ấy trong việc lựa chọn quần áo hay trang phục phụ kiện để làm cô ấy cảm thấy quyến rũ hơn. Và nếu có việc đi đâu về muộn, hãy gọi điện để báo với cô ấy rằng bạn đang ở đâu, khi nào bạn về và rằng bạn đang rất nhớ cô ấy. Thứ sáu, phụ nữ bị hấp dẫn bởi đàn ông thích trẻ con. Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ, trải qua 3 tháng ngày vất vả và đau đớn, họ mới sinh ra được một sinh linh bé bỏng. Vì vậy, bất kỳ người đàn ông nào cho người phụ nữ thấy họ thích trẻ con, như chơi các trò chơi với trẻ, làm mặt xấu, trêu đùa hay kể chuyện cho trẻ trước khi đi ngủ, sẽ trở nên rất soái trong mắt các chị em. Thứ bảy là phụ nữ dễ bị thu hút bởi người đàn ông khỏe mạnh. Phụ nữ ở khắp mọi nơi đều cho rằng khỏe mạnh là một trong những điều cần thiết của đối tượng yêu đương lý tưởng. Có hai lý do. Thứ nhất, nếu anh ta có sức khỏe kém, anh ta có thể sẽ chết sớm hoặc không có khả năng chu cấp tài nguyên cho cô ấy. Và hai, anh ta có thể lây bệnh cho cô ấy và con cô ấy trong quá trình tiếp xúc hoặc qua gen di truyền. Một chàng trai khỏe mạnh hứa hẹn những đứa con khỏe mạnh và khả năng chu cấp lâu dài. Hơi thở có mùi hay tóc tai luộm thuộm cũng được phụ nữ dịch thành những dấu hiệu của một cơ thể yếu đuối. Ngược lại, với họ thì khỏe mạnh của người đàn ông là có cơ thể ở trạng thái tốt như lượng mỡ vừa phải, không dị tật, da sạch, giàu năng lượng, được thể hiện bằng bước đi nhanh và chuyển động hoạt bát. Vì vậy, các chàng trai nên chú ý về sức khỏe cũng như phong thái của mình nhiều hơn. Đàn ông hiện đại khao khát và ham muốn đạt được thật nhiều tài nguyên và kiểm soát chúng, bởi phụ nữ hiện đại ưa chuộng những người đàn ông như vậy. Ngày nay, nhiều người phụ nữ hay phê phán rằng đàn ông bỏ nhiều thời gian và sự quan tâm cho công việc hơn là cho gia đình, rằng đàn ông suốt ngày chỉ máu cạnh tranh và hoài bão hơn là ở nhà với lũ trẻ. Nhưng nếu ngay từ đầu phụ nữ không được lập trình rằng phải thích những người đàn ông có tài nguyên, thì đàn ông hiện đại đã chẳng phải tốn công sức lao ra ngoài làm gì. Đàn ông làm những việc như vậy bởi họ biết rằng phụ nữ muốn những điều như vậy. Trên đây là phần 1 của video từ bài viết gốc Phụ nữ cần gì, đàn ông cần gì của tác giả Limitless. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại!